Xin chào các bác. Hôm nay lại tiếp tục em sẽ giới thiệu đến các bác một bộ mic 450 hai la mã phiên bản 2022. Thì ở sản phẩm 450 hai la mã bên em cũng đã cập bến được khoảng gần nửa tháng nay rồi. Nhưng mà hôm nay mới có cơ hội để lên sóng giới thiệu với các bác. Thì đây là một bản nâng cấp của bản 450 hai la mã đợt trước, ngày trước năm 2021 trở về trước. Đấy. Thì đối với bản này thì nó hơn ở những cái gì? Thì em cũng chia sẻ một chút là về cái chất âm ấy. Thì các bác nào mà đang sử dụng 450 hai la mã bản cũ đời 2021 thì cứ tiếp tục dùng, vì chất âm bản ấy nó cũng tương đương bản này, nó cũng không có cái gì khác biệt đâu. Đấy, bản này thì nó hơn ở một cái là mặt đen các bác nhá, mặt đen thì khi ghép đồng bộ với DB, đây thì tụi bỏ này đồng bộ với DB thì nó sẽ đồng bộ với cả những con vang mặt đen. Đấy, nhìn nó rất là đồng đều. Đấy. Còn những bác nào mà thích kiểu mặt xám xám như con ngày trước nó là mặt xám xám thì ghép vào đây thì nó cũng đẹp, nhưng mà nó nhiều bác thì lại bảo nó chưa đồng đều lắm, chưa chuyển thành màu đen 100%. Đấy, thì đây là hãng đã nghe và sự thay đổi nó đã chuyển thành hẳn màu đen cho các bác luôn. Đấy, sơn mặt thành màu đen rất là đẹp, sang trọng. Và cái thứ hai nâng cấp nữa, với tay mic của 450 hai la mã ngày trước thì cầm nó nhẹ, đó chính là vỏ mic được sử dụng bằng hợp kim nhôm các bác nhá, bằng nhôm. Đấy. Còn bây giờ thì như cái mic này thì em nhìn sơ qua thì đã sử dụng bằng như kiểu dạng bằng thép đấy các bác ạ, bằng thép. Nó rất là dày, rất là nặng, cầm cái mic rất là chắc và nặng. Thì nói chung là mỗi cái nó sẽ có một cái ưu và nhược điểm. Nhiều bác không thích mic cầm nặng tay thì các bác sử dụng những cái bộ như thế, cầm nó rất là nhẹ nhàng. Còn nhiều bác cứ phải thích cầm nặng đầm thì sử dụng những cái bộ kiểu này. Đấy. Còn về hình thức độ đẹp thì bộ nào nó cũng đẹp, bộ trước hay bộ này đều rất là đẹp. Chức năng thì nó vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Có các chức năng echo. Đấy. Echo có 4 mức, 5 mức echo cho các bác sử dụng hoặc là không dùng echo. Đấy. Tự ngắt, gia tốc đầy đủ hết ở trên cái bộ mic này. Không thiếu một cái gì cả. Tự ngắt, gia tốc đầy đủ và chất âm thì đem lại thì cũng rất là tuyệt vời. Nhiều bác có hỏi là ví dụ bây giờ có điều kiện tầm 3 triệu hơn một tí thì nên chơi bộ này mới hay là chơi bộ buyer hàng bãi. Thì em cũng có một số buổi livestream em cũng có chia sẻ với các bác là về chất âm thì buyer hàng bãi thì nó vẫn có một cái gì đấy nó nhen nhói nhỉnh hơn một xíu. Nhưng mình phải xét về cái tổng quan. Tổng quan thì thứ nhất hàng bãi các bác mua nó sẽ chịu cái rủi ro rất là cao về cái vấn đề bảo hành rất là thấp. Mà các bác nếu mà mua được hàng đẹp mà đết cao thì phải đết 2 tầm 2018 2019 giờ ra, đết cao mic còn đẹp thì khi đấy thì nó mới bền, mà cái giá nó cũng khoảng ngoài 3 triệu ngoài 3 triệu mới mua được bike đuôi chuột tự ngắt gia tốc như kiểu này. Đấy, cái này nó cũng có tự ngắt gia tốc đầy đủ hết. Đấy thì mới mua được đúng không? Còn bây giờ các bác chỉ cần phải bỏ ra 3 triệu rưỡi thì các bác sẽ sở hữu được bộ 450 hai la mã hàng này. Bảo hành chính hãng 1 năm cho các bác. Mới yên tâm sử dụng, không phải lo lắng, không phải suy nghĩ gì. Chất âm thì nó đạt được khoảng tầm 9 điểm đến 9 điểm rưỡi so với cả buyer. Đấy là theo em đánh giá, vì em cũng đã bán buyer rất là nhiều và em cũng test rất là nhiều. Nên em thấy bộ này cũng rất là xứng đáng với cái tầm tiền để các bác chơi. 3 triệu 500 nghìn bộ này, không có gì để phải chê trách nhiều, đúng không? Rồi, bây giờ em sẽ mời các bác cùng đi test nghe thử một đoạn karaoke thể hiện ở trên bộ mic này nhé. Ok, và bây giờ sẽ đi test bộ mic 450 hai la mã cho các bác cùng nghe và đánh giá. Test ở trên đồng bộ của DB nhá, E690, 73 kênh 261 con. Ngày đầu một năm đi lễ trai nhân duyên xin quê thơ hồng, chân thành khẩn nguyện cầu mong gia đạo phúc lộc hạnh thơm phao xuân mơ hồi muôn lòng, lặng lặng mà nghe câu chúc theo cô bác anh em đang cha mẹ tuổi thọ dài lâu bên nội bên ngoài bạn thân xuân bất tận cho dù về
lòng xuân đang nở đầy hoa. Năm nay xuân đến em vui lùa là ông bướm bay quanh thân nhà, đâu mang câu chuyện tình xa. Nhà nhà mừng vui giây pháo mâm bánh chân dưa hấu đỏ rào thương. Riêng mình thui thủi độc thân, biết về đâu hỏi nàng xuân, xin số nghèo ai là tình. Ok, rất là tuyệt vời đúng không các bác? Với 3 triệu 500 nghìn thì ở hàng mới thì gần như ít có bộ mic nào có thể là qua mặt được.